Hello, xin chào cả nhà, lại là Điền đây. Em xin chúc cả nhà có một ngày mới thật là vui vẻ luôn nha. Thì ngày thứ hai tại Hòn Sơn thì em xin dắt cả nhà đi đỉnh Ông Rồng rồi cả nhà. Rồi bây giờ mời cả nhà đi theo em nha. Bây giờ là mình đang tiến sâu vào rừng nha cả nhà. Nó có sự tích gì không con? Cái đứa kia nó mang gắt đào, nó mang guốc, trời ơi trời. Mang guốc rồi là xỉu luôn à. Ủa cô ở đâu? Ở Vĩnh Long hả? Vậy là cùng quê của con á. Dạ, đường đi về Trà Vinh đó. Bởi vậy công trong cái trí tưởng tượng của anh đi Trang luôn. Mới đầu bạn quần jean. Cái anh tưởng tượng là chắc leo lên núi nó sẽ rất là mệt, nên là thay đổ. Bữa nay là ba đứa đi chinh phục đỉnh Ông Rồng nha cả nhà. Mời cả nhà là leo núi cùng ba đứa nha. Để mà lên đỉnh Ông Rồng á cả nhà thì mình phải có một người dân địa phương đây dẫn mình lên trên đỉnh núi đó, chứ mà mình tự đi thì chắc là bị lạc luôn á. Đường cũng rất là khó đi nha cả nhà. Này mình đi theo lối mòn chứ chưa có khai thác đường đi. Dạ. Vừa leo núi mà vừa nghe tiếng chim chóc kêu cả nhà. Cái cảm giác nó đã gì đâu luôn. Nó phê chữ E kéo dài luôn. Bữa nay thành ông cụ làng rồi.
bà con cô bác nào mình mà muốn giảm cân thì lên đây. Dạ, ăn tháng mình đi đây chừng 3 lần giảm cân liền. Đi về ngủ ngon lắm. Đây là lý do tại sao trước khi đi mà anh kêu em mặc áo bà ba đó. Dạ, hồi sớm con cũng bận quần jean rồi. Mà mình tưởng tượng chắc leo núi chắc là nó ngoằn ngoèo, sợ rách đáy quần. anh lên được. Ây. Rồi. Ơi, tôi ngã bài trung lương hả? Cái gì? Mình tới đỉnh rồi hả? Lên tới đỉnh chưa? Ngã bài trung lương hả? Hello bé. Trước là mệt nha cả nhà. Đi muốn tụt canxi luôn. Thấy gì không em? Thì trên đường đi đỉnh Đống Rồng cả nhà, thì Điền phát hiện một cái cây cây này cô nói là cây thiên tế. Thì nghe cô nói là cây thiên tế này mỗi năm có chỗ bông có một lần thôi cả nhà, chỗ một lần duy nhất thôi. Nên bây giờ mình sẽ quay cho cả nhà xem luôn. Đây là cây thiên tế có bông nè cả nhà. Nhìn thấy không? Bông có trái nó kia kìa. Đó. Cái trứng đó, thấy không? Như là cái trứng vậy đó. Cả nhà thấy không, ở bên trong như là trứng thiên tế vậy đó các bạn. Tôi nói là 365 ngày thì sẽ nở hoa hả? Nè. Nè cả nhà nhìn nè, phía trong nè. Đây là bông thiên tế nha cả nhà. Nhìn thấy trong này có như là viên ngọc kia nè, thấy không? À, nhìn đẹp ha. Đẹp ha. Ừ. Rồi giới thiệu cho cả nhà cây thiên tế rồi, bây giờ bắt đầu mình đi tiếp nữa cả nhà. Tiếp tục là cuộc hành trình thôi. Mình đi thôi cô ơi. Đâu? Hết hồn. Cốc gừng hả? Dạ. Đâu cốc gừng đâu? Trái vàng vàng á hả? Đây là cốc gừng này cả nhà. Đó. Có trái vàng vàng nè. Tảng đá này bự quá không? À. Mưa cái mình vô đây mình trú được chứ không. Wow. Đẹp không? Nắng nó nổ ra nó đẹp lắm. Dạ. Nè. Quá trời mai rồi lắm. Đó.
Dạ. Cuối cùng cũng lên tới đỉnh của ông rồng rồi nè cả nhà. Cái nhà thấy gì không? Nhìn hình ông rồng nè, đẹp ha. Ừ. Đằng kia nữa kìa. Cái này đó. Là chân ông rồng nè cả nhà. Ủa nhìn đẹp quá. Mày có cái tán cây đẹp quá kìa. Hả? Nhà thấy đẹp không? Đúng là tạo hóa của thiên nhiên đúng không? Chỉ dính có một chút xíu thôi. Nhưng mà tảng đá rất là vững chắc. Trên cao nhìn xuống nhìn đẹp quá ha. Yeah. Ừ. Rồi chữ khác nè. Chụp cái lưng ơi. Được chưa? Chụp cái lưng là hai đó. Trời như là hằng trưởng hả? Yeah. Rồi chữ khác nè. Nhà biết tại sao ở trên đây người ta kêu bằng là đỉnh ông rồng không cả nhà? Tại vì trên đây có một cái cây là thiết kế hình dáng y chang như ông rồng đó cả nhà. Đó, ở đây là cái thân rồng nè. Đó. Nè, cả nhà nhìn thấy không, giống như là cái chân rồng không cả nhà? Chân ông rồng nè. Mình nhìn giống thiệt ha. Nè, nhìn giống như có bảy rồng vậy đó cả nhà. Y chang cái bảy rồng vậy đó. Đẹp ghê không? Wow, cả nhà thấy không? Nhìn có bảy giống như bảy rồng vậy đó. Nhìn rất là đẹp luôn. Nên đó là người ta kêu trên đây là đỉnh ông rồng. Tại vì có cây thiên tế nhìn giống ông rồng quá trời luôn. Đây là đầu ông rồng nè cả nhà. Đó. Còn đây là đầu của ông rồng. Đây là mình của ông rồng. À, trên đường lên đây lội thì nó mình trèo đèo lội suối nó cũng hơi mệt, nhưng mà lên tới đây là hết mệt đó cả nhà. Trên đây chụp hình bao đẹp nha cả nhà. Quá trời đẹp luôn, cái view cực kỳ đẹp luôn đó cả nhà. Nếu như mà có dịp tới Hòn Sơn thì cả nhà nên lên đi thăm ông rồng một lần nha cả nhà. Đúng rồi. Lên trèo lên tới đây. Xong rồi cả nhà nhìn từ ở trên nhìn xuống ha, là một cái khung cảnh rất là hùng vĩ, rất là đẹp luôn. Chiếc 23 rồi trời. Để làm kiểu mệt quá. Ok đây nè, đây. Đấy hả? Lên đất có thể đi. Được chưa? Ha ha ha.
đi ngay giờ lên luôn mà. Được chưa? Rồi kiểu khác. Rồi 2 3 đẩy mạnh lên. Trời ơi, đẩy lòi cục mỡ ra luôn kìa. 2 3 rồi. Rồi được rồi. Cái cục đá này dính chút xíu ha. Rồi bây giờ cái cuộc hành trình mà chinh phục đỉnh ông rồng cũng kết thúc nha cả nhà. Rồi tụi mình xin về thôi cả nhà. Bây giờ thì ba đứa sẽ đi về. Bây giờ xuống núi thôi. Cảm ơn cả nhà đã luôn thương và ủng hộ kênh cho hai đứa. Xin chào và hẹn gặp lại cả nhà trong những video sau. Bye bye cả nhà. Bye bye. Nhớ có đi Hoàng Sơn thì ghé ông Rồng bên cả nhà. Ghé ông Rồng xin vía.